quý vị và các bạn, từ giữa tháng 9 năm 2020 đến nay, các đợt bão lũ đã xảy ra liên tiếp tại các tỉnh miền Trung với quy mô rộng, cường độ mạnh, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sản xuất của hàng triệu người dân trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Trong đó gây ra hậu quả nghiêm trọng, phải kể đến cơn bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và bão số 9 ảnh hưởng tới các tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam. Thống kê cho thấy 5 cơn bão đổ bộ vào các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tính từ cơn bão số 5 đến bão số 9 đã gây thiệt hại rất nặng nề khi có đến 235 người chết và mất tích, trên 200.000 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng và tốc mái. Ước tính thiệt hại về kinh tế do bão lũ vào khoảng 17.000 tỷ đồng. Sau khi gồng mình chống chọi với bão lũ, người dân miền Trung đang gấp rút sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đang khắc phục hư hại các công trình, trường học, cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất cho người dân. Thưa quý vị và bà con, do đa phần nhà cửa của người dân ở các tỉnh ven biển miền Trung nước ta là nhà cấp 4, không chắc chắn, nên tình trạng bão chồng bão, lũ chồng lũ chưa từng có trong nhiều năm qua đã gây thiệt hại về nhà cửa rất lớn, chủ yếu do bão làm tốc mái và sập nhà. Bây giờ, bà con hãy cùng chúng tôi nhận diện những kiểu nhà không an toàn trước gió bão. Đầu tiên, nhà không an toàn với gió bão là nhà không có phòng trú ẩn hoặc có nhưng không chắc chắn. Nhà có tường dài và chưa được gia cố, tức là tường xây bằng gạch đặt đứng. Khoảng cách giữa các trụ tường lớn hơn 3 mét, thiếu giằng đỉnh tường. Các góc, cạnh, rìa mái chưa được bảo vệ. Đòn tay mái chưa neo buộc vào tường. Tấm mái lợp chưa được bảo vệ để chống tốc mái. Mái hiên không tách rời với mái nhà chính. Cửa đi, cửa sổ không khít, kính yếu và thiếu chốt an toàn. Móng nhà chưa chắc chắn. Ngoài ra, nhà cửa nằm trong khu vực không an toàn như sát bờ biển, sông, cánh đồng hay trên đồi cũng dễ gặp rủi ro. Nhằm giúp bà con hạn chế những rủi ro về nhà cửa do bão gây ra sau này, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến bà con những phương pháp sửa chữa và xây dựng nhà an toàn có thể chống chịu trước gió bão. Nhà an toàn trước gió bão, trước tiên là nhà phải có phòng trú ẩn và phòng tránh lụt. Phòng trú ẩn phải có cột, rầm, sàn đúc bằng bê tông cốt thép, có kích thước tối thiểu 4m², có cửa sổ lấy sáng. Cột, rầm, sàn được đúc đổ đúng chất lượng kết cấu xây dựng. Hai mảng tường dài của nhà phải được gia cố bằng cách cấy thêm cột. Khoảng cách tối đa giữa hai cột là 3m. Đúc giằng đỉnh tường bao quanh nhà. Xây tường bằng gạch nằm để tăng độ cứng. Các cột có thép chờ để liên kết với tường. 3. Bảo vệ các góc, cạnh, rìa của mái nhà bằng cách đúc xeno để bảo vệ phần mái nhô ra ngoài, che phủ bờ mái bằng tôn hoặc ngói úp nóc. Mái tôn hoặc ngói có độ dày 5mm. 4. Neo buộc đòn tay, xà gồ vào mái tường bằng thép chôn sẵn trong tường hoặc phủ chát vữa bên ngoài. 5. Bảo vệ tấm lợp mái. Với mái tôn, nẹp bằng các thanh sắt, tre hoặc gỗ gần các đòn tay bên dưới với khoảng cách giữa các thanh nẹp từ 1m cho đến 1m rưỡi. Neo các nẹp vào tường hồi hoặc buộc vào đòn tay. Dùng vít, đinh mũ, khoan kẹp tôn vào đòn tay gỗ hoặc thép hộp. Khi nẹp tôn bằng thanh sắt chữ V, cần lưu ý dùng vít cường độ cao. Tại các điểm tiếp giáp giữa vít và tấm lợp cần có gioăng mềm, chống thấm rột. Có thể dùng thêm con kê giữa thanh sắt với tôn thoát nước cho mái. Với mái ngói, cần đặt các con lươn lên mái, có thể đúc sẵn hoặc xây gạch đơn. Khoảng cách giữa các con lươn từ 1m2 cho đến 1m rưỡi. Chèn vữa xi măng, gắn các viên ngói khoảng từ 3 đến 4 hàng xung quanh mái. Xây bờ nóc bằng chèn vữa xi măng gắn với viên ngói úp nóc. Xây bờ chảy mái bằng một hàng gạch đôi dưới hàng gạch đơn. 6. Phần mái hiên phải được dựng hoặc xây tách rời phần mái chính, tránh trường hợp mái hiên bị phá hủy do gió bão có thể gây hư hại cho mái chính. 7. Các cửa đi và cửa sổ cần phải kín khít, chắc chắn với đầy đủ then chốt, cần có thanh cài chống bão để tăng cường khi có bão. Các mặt kính rộng
cần dán bằng băng keo bàn rộng khi có bão. Các khe hở của cửa nếu có cần bịt kín để tránh gió luồn vào phá hủy nhà. 8. Tăng cường độ cứng cho móng nhà để chống sụt lún cục bộ. Răng móng phải chạy liên tục quanh nhà. Độ sâu trên móng nên lớn hơn bề rộng đáy móng để tăng độ bám chặt vào nền đất. Trường hợp đất tốt vẫn cần đầm kỹ nền đất đáy móng, còn đất yếu thì phải đóng thêm cọc tre hoặc cọc tràm. Một số lưu ý quan trọng khác: hạn chế các túi gió quanh nhà bằng cách chọn hình dáng công trình càng đơn giản càng tốt. Chọn hình thức dáng mái giảm tác động do gió bão. Lưu ý tiếp theo là gia cố mái nhà khi có bão. Dùng bao cát nặng từ 15 cho đến 20 kg đặt ở các cạnh mái, trên các vì kèo, đòn tay bên dưới với khoảng cách giữa các bao là từ 1m cho đến 1m2. Nếu độ dốc của mái lớn, cần dùng dây để neo các bao cát vắt qua mái để tránh rơi xuống đất. Thưa quý vị và bà con, ngoài việc nắm bắt những phương pháp sửa chữa và xây lại nhà đúng cách để có thể chống chịu trước bão lũ, bà con cũng nên lưu ý đến yếu tố an toàn trong thi công và xây dựng. Dù chưa đầy đủ, nhưng những nhắc nhở thiết thực về an toàn thi công sau đây có thể giúp bà con tránh khỏi những rủi ro đáng tiếc. Công nhân được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ như quần áo bảo hộ, nón, dây an toàn, găng tay, vật dụng thi công có hệ số cách điện tốt. Khi làm việc, công nhân phải mặc đồ bảo hộ và đội nón bảo hộ. Khi làm việc trên cao, công nhân phải mang dây an toàn, lắp đặt dàn giáo, thang liên kết chắc chắn nhằm tránh trường hợp rơi, ngã do đổ dàn giáo, ngã thang leo. Sắp xếp đồ vật, nguyên liệu chắc chắn, làm lưới che chắn nhằm tránh tai nạn do bị vật rơi vào người. Để tránh tai nạn do điện giật, công nhân cần kiểm tra kỹ các dây điện không bị dập nứt, phích cắm không vỡ và cầu dao được bảo vệ chống nước. Khi thao tác, đồng thời phải xác nhận, nắm bắt thao tác của đối phương, phải cử người làm tín hiệu để tránh bị va đập vào vật liệu. Nhằm tránh bị vật liệu bắn vào người, máy mài, máy cắt phải được bao che và thực hiện đúng quy trình. Ngoài ra phải tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Với những biện pháp an toàn lao động cùng với những hướng dẫn và cách sửa chữa xây nhà an toàn, chống chịu trước bão lụt vừa được nêu trên, chúng tôi hy vọng sẽ giúp cho người dân có thể áp dụng trong cuộc sống của mình để giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu đang ngày càng nặng nề hơn. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý vị và bà con trong mùa mưa bão. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.